Tin tức tiêu điểm trong tuần. Khóa học máy tính miễn phí dành cho tân di dân và thế hệ thứ hai của Sở Di trú bắt đầu báo danh. Sở Di trú tổ chức sự kiện chúc mừng ngày của mẹ, thế hệ thứ hai bày tỏ tri ân đến mẹ. Nền tảng ITI ASEAN hỗ trợ học tập ngôn ngữ Đông Nam Á, sự mở đầu đi vào quỹ đạo hướng Nam. Tân di dân trình diễn chương trình múa rối kỷ niệm thành lập công viên sáng tạo ngôn ngữ Đài Loan. Xin kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự NIA. Quý vị thân mến, nhằm hưởng ứng chính sách hỗ trợ quan tâm kỹ thuật số, Sở Di trú sẽ tự phát động chương trình phổ cập vi tính miễn phí cho các tân di dân từ tháng 5 đến tháng 11 và mời các tân di dân cùng con em mình tham gia chương trình nâng cao kỹ năng vi tính. Khóa học và nơi học tập đều được tự do lựa chọn. Nội dung khóa học được chia thành khóa cơ bản, khóa nâng cao và khóa thực tiễn. Các giờ lên lớp phổ cập máy tính có thể được tính vào số giờ học để nhập quốc tịch. Lịch đăng ký bắt đầu từ hôm nay đến khi nhận đủ học viên. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ đường dây liên lạc miễn phí 0800005788 từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Vào ngày 10 tháng 5, Sở Di trú đã đặc biệt mời các mẹ tân di dân đến từ các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Campuchia và Trung Quốc để cùng nhau chúc mừng ngày của mẹ. Trong sự kiện, các thế hệ thứ hai đã có những tiết mục đặc sắc nhằm tri ân ngày đặc biệt đến mẹ như biểu diễn ca múa nhạc, ngâm thơ. Phó Cục trưởng Sở Di trú ông Lương Quốc Huy cũng đã có mặt tại hội trường và tặng hoa cẩm chướng cho các mẹ tân di dân. Ngoài việc chúc mừng ngày của mẹ ra, ông còn hy vọng rằng các bà mẹ tân di dân sống tại Đài Loan sẽ có một cuộc sống vui vẻ và sung túc trên mảnh đất này. Ông Lương Quốc Huy cho biết, dưới sự chăm lo dưỡng dục của các mẹ tân di dân, thế hệ thứ hai đã dần dần xuất hiện tài năng. Ông cũng không quên nhắc nhở thế hệ thứ hai nên ghi nhớ công ơn vất vả của mẹ cha, mãi mãi khắc ghi câu châm ngôn: dê con quỳ gối uống sữa mẹ, quạ tha mồi phụng dưỡng mẹ cha. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.